xa người không xa. Ba ba mẹ tôi từ lúc quê hương xa nhà, nhìn về miền quê mà ông giòn lệ xa. Kính thưa tất cả những người con, người cháu của bà Maria, đêm nay chúng ta quay quần bên người mẹ lần cuối cùng trong ngôi nhà thân yêu này, để chúng ta cảm ơn mẹ. Một người mẹ đã hy sinh vất vả vì chúng ta, một người mẹ đã cho chúng ta có mặt trên cuộc đời này, một người mẹ đã luôn gắn bó chúng ta bao nhiêu năm tháng qua. Hôm nay chúng ta quay quần bên mẹ để chúng ta tạ ơn Chúa đã cho mày được làm mẹ của chúng con, được làm bà của chúng con. Tạ ơn Chúa đã cho mẹ luôn yêu thương ấm áp chúng con trong những ngày tháng làm thiên chức người mẹ. Chúng con cảm nhận được sự hy sinh của mẹ rất nhiều khi chúng con bước vào địa vị làm cha làm mẹ trong gia đình, thấu hiểu được nỗi cơ cực vất vả nuôi các con như thế nào. Khi các con đã trưởng thành và thành đạt thì mẹ cảm thấy hạnh phúc, nhưng mẹ không nhờ đến các con trưởng thành để mẹ sung sướng. Mẹ thanh nhàn, mẹ vẫn âm thầm đứng sau lưng chúng ta để cầu nguyện, để hướng dẫn các con phải sống như thế nào để tốt đời đẹp đạo. Và tất cả những người con của bà Maria đã trưởng thành trong sự dạy dỗ của mẹ đã giúp ích cho đời rất nhiều. Trong gia đình có các con của bà đã chung tay để làm việc bác ái khắp nơi. Và chính bà cũng vậy, khi còn sinh thời bà đã nguyện ước làm những điều bác ái cho tha nhân. Không phải bà làm để người ta cười, để người ta khen, mà bà làm vì cái tâm của bà, vì sáng danh Chúa và vì các con. Hôm nay bà dừng bước cuộc đời này, có lẽ chúng ta mang nợ bà rất nhiều, vì chúng ta đã hưởng từ sự yêu thương, sự tha thứ, sự chỉ bảo của bà. Mẹ ơi, chỉ còn vài tiếng nữa thôi, căn nhà thân yêu này sẽ không còn thấy bóng dáng mẹ, và chúng con sẽ không còn thấy mẹ ôm ấp chúng con mỗi khi chúng con trở về căn nhà thân yêu để thăm mẹ. Chẳng còn bao giờ nghe tiếng mẹ cười, mẹ gọi chúng con. Cảm ơn mẹ đã cõng chúng con đi quãng đời rất dài trên bước đường đời này. Mai đây chúng con sẽ không còn nhìn thấy mẹ, nhưng trong tâm trí của chúng con hình bóng mẹ luôn hiện diện. Giờ đây trước đến cụ của mẹ và trước khi mẹ rời xa căn nhà thân yêu này, xin cho chúng con nói lên lời tâm tình tri ân, nói lên lời tâm tình tạ lỗi với mẹ. Những thiếu sót lỗi lầm gì xin mong mẹ đã tha thứ cho chúng con. Xin mời gia đình người con trưởng, xin mời bà Cao Thị Sang sẽ có lời tâm tình với mẹ lần cuối cùng. Chúng con là người con của mẹ, nay được cộng đoàn lòng của thương xót đến cầu nguyện cho mẹ, trong khi chúng con không biết nói gì. Cảm ơn công đoàn và phòng tang này, con chỉ biết tên lời cầu nguyện cho mẹ và mọi người, con xin chân thành cảm ơn. Con xin mời gia đình anh sẽ quỳ xuống để chào tạm biệt người mẹ. Mẹ ơi, tóc xanh dù bằng năm ngày, mẹ thôi đau buồn gặp chiếu đôi vai, bao năm nơi đàn trẻ thơ nhỏ dài.
không phiền dù lắm hoàn nạn, lòng tin con mình giữ thành người dân. Chúng tôi xin mời gia đình người con gái thứ của mẹ. Xin mời gia đình người con thứ. Xin mời Cao Văn Huynh cùng vợ và các con sẽ tiến ra trước đền cửa của mẹ. Trước bàn thờ Thiên Chúa, Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh nam nữ trên trời. Hôm nay vợ chồng con cái chúng con, anh em chúng con tiễn biệt mẹ ra đi rất xa và mãi mãi về với Thiên Chúa. Con không biết nói gì, chỉ biết mong Thiên Chúa, Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse đón nhận linh hồn. Cầu xin Đức Mẹ Maria hồn xác lên trời che chở, dẫn đưa mẹ đến với Thiên Chúa. Con xin lỗi mẹ, lúc mẹ còn sống, bản thân con cũng như vợ chồng con gái con có rất nhiều nỗi lầm với mẹ. Nay đứng trước hương hồn mẹ, con xin mẹ tha thứ cho chúng con là những người con không hiểu biết nhiều. Tới giờ này con mới hiểu được tình thương mẹ bao. Con xin lỗi mẹ. Con xin thay mặt cho vợ con cái con xin lạy mẹ. Mong mẹ sớm được về với Thiên Chúa. Và con cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đang có trong phòng tang này, đang nguyện cầu thiết tha trước bàn thờ Thiên Chúa cho hương hồn mẹ được hưởng ánh sáng tôn nhang Thiên Chúa. Con xin gia đình con xin vái lại mẹ, xin mẹ thương chúng con là con cái lầm lỡ không làm tròn bổn phận của con đối với mẹ. Con xin lỗi mẹ. Thank you.
mẹ tha thiết như sông suối ngọt ngào. Hôm nay lúc phân ly cuối cùng
cũng là phút cuối cùng được nhìn thấy bạn mẹ. Cho con chính thức nói hai lời xin lỗi mẹ và cầu cho mẹ sớm được trưởng thành ngàn Chúa. Cho con gánh mẹ một lần, cả đời này đã tàn tật gánh thương. Cho con gánh mẹ đau lòng, cả đời này đã gánh con biết rồi. Ngày xưa mẹ gánh à ơi, con xin nhắc lại những lời mẹ ru. Được đời xương gió nghiêng buồn, vì con hạnh phúc chắc từ gian nan. Để con gánh mẹ đường ăn, giờ khi mẹ vẫn còn mang gánh ai. Cho con gánh cả tháng ngày, gánh qua năm xuân những ngày năm quay. Cho con gánh cả đôi vai vẫn còn nặng rồi. Là sát xa cây, giờ đâu đã vừa tôi đầy gánh sao. Mẹ ơi, sao biết sao sao, con sao gánh hết công lao một đời. Bỗng hồng cài áo đúng nơi, tâm bằng bụng nhớ giữa trời bão la. Cho con gánh lại mẹ già, để sắp vui chơi chỉ là con. Xin mời gia đình chào mẹ bà Ba Sát đất ở chúng ta đứng lên. Xin mời người con út của mẹ. Trước tiên con xin tạ ơn Chúa, con xin tạ ơn Ba Đấng, con là người con út của mẹ. Mẹ ơi, bây giờ là giây phút cuối cùng trên hành trình mẹ đã sinh ra con. Trên quãng đường con đi, mẹ đã cho con một hình hài. Con có gì không phải, con xin mẹ tha lỗi cho con. Mẹ ơi, mẹ tha lỗi cho con, vợ chồng con xin tạ ơn mẹ. Thank you.
Giờ đây xin mời tất cả các cháu nội, cháu ngoại, đặc biệt là cháu Đích Tôn sẽ tiến ra trên linh cửu của bà lần cuối cùng để chúng ta chào tạm biệt người bà kính yêu chúng ta. Xin mời cháu Đích Tôn sẽ thay cho tất cả anh em trong gia đình có lời tâm tình với bà nội, bà ngoại. Xin các cháu quỳ xuống để các cháu tâm tình với bà, không đốt nhang nữa. Con thay mặt gia đình các cháu của bà cảm ơn bà có những sai lầm mà con hay anh em cô chú hay bố mẹ con sẽ làm gì với bà, mong bà bỏ qua. Con xin lỗi bà. Vâng, giờ đây là bài hát dành cho tất cả các cháu nội trong
Giờ đây xin mời hai người em của bà, xin mời hai người em của bà cũng như tất cả các anh chị em bên bạn đời của bà, xin mời cô dì chú bác, xin mời các cháu gọi bằng bác, gọi bằng cô, gọi bằng dì, bằng thím, chúng ta tiến vào. Giờ đây chúng ta cùng dâng lên Chúa lời tâm tình tạ ơn. Xin mời tất cả cộng đoàn, gia đình cùng đứng lên để chúng ta dâng lên Chúa lời tạ ơn. Chúa đi qua
Chúa ơi xin đừng trời chê, hãy thương chiều ước con người. Xin